chào mừng SPTN Boston 6 năm thành lập. SPTN Boston đã được 6 năm hoạt động không ngừng nghỉ để phục vụ cho cộng đồng người Việt chúng ta. Ngoài những tin tức địa phương qua những sứ ngôn viên hết sức quen thuộc như Phương Chi, Minh Phương, Trúc Như, v.v. Tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, SPTN Boston luôn có mặt để thấu hình những sinh hoạt cộng đồng. Vợ phải Tây Sơn Bình Định. Đặc biệt hơn hết, SPTN Boston luôn sát cánh với các nhà đấu tranh cũng như đài chính qua những sự việc biểu tình tại New York, cũng như lời kêu gọi của nhạc sĩ Trúc Hồ là giám đốc của SPTN với tinh thần Việt Khang cứu Việt Nam. Gửi cho tòa Bạch Ốc để kêu gọi tòa Bạch Ốc và cũng như chính phủ Obama để giúp đỡ và cứu với anh Việt Khang cũng như tất cả những người đấu tranh cho dân chủ dân quyền ở Việt Nam ra khỏi cung tù của cộng sản. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Xin hỏi anh là ai? Với tình hình lâm nguy của đất nước, sự đàn áp của bọn côn đồ cộng sản đã hà hiếp, bịt miệng, bất công cho những nhà yêu nước. Kính thưa quý vị, tình hình nhạc sĩ Việt Khang đang bị giam cầm đã gây xôn xao cho cộng đồng người Việt khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Sau khi anh sáng tác hai nhạc phẩm Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai, với tinh thần yêu nước đó, chúng ta làm sao có thể làm ngơ để bọn côn đồ cộng sản muốn làm gì thì làm. Chúng ta hãy đứng lên để mang tiếng nói tự do, để gây áp lực cứu Việt Khang, cứu Việt Nam. Kính thưa quý vị, phong trào Ủy ban Cứu Việt Khang đã và đang được người Việt tị nạn cộng sản khắp mọi nơi hưởng ứng nhiệt liệt, và cộng đồng tại Massachusetts cũng không ngoại lệ. Của hầu hết quý vị, các đoàn thể cũng như là các lực lượng đấu tranh giam cầm một cách bị ổi và tăm tối, làm một cái thỉnh nguyện thư gửi lên các chính quyền. Trong cái công việc tham gia cái ủy ban cứu ca sĩ, nhạc sĩ Việt Khang, sống ở Mỹ và yêu chuộng tự do, mình hấp thụ những cái tự do Mỹ, mình đã biết được tự do là gì. Trong khi đó anh Việt Khang, anh ở Việt Nam viết một bản nhạc, hai bản nhạc rất là hay, đó là và rất là da diết và nói về tinh thần yêu nước của anh ta, đó là Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu. Thì Đăng Thanh, có thể cô Trường Giang biết cái cảm nghĩ của Đăng Thanh khi Đăng Thanh nghe hai bản nhạc này không? Để có thể hiểu rõ thêm cảm nghĩ của các đại diện đoàn thể, đảng phái, tôn giáo và giới thanh thiếu niên hưởng ứng phong trào cứu Việt Khang, cứu Việt Nam, chúng tôi sẽ chiếu toàn bộ nội dung cuộc họp vào Chủ nhật vừa qua, ngày 29 tháng 1 năm 2012, do SPTN Boston đề xướng, phối hợp với cộng đồng tại Boston và được sự hưởng ứng của rất đông hội đoàn, đoàn thể, đảng phái và thanh thiếu niên yêu nước đến từ khắp mọi nơi trong vùng New England. Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SPTN. Hôm nay Trường Giang đang có mặt tại dinh thống đốc của thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, để tường thuật ngày nhân quyền Việt Nam tại thành phố Boston, và đặc biệt là có sự hiện diện của ban giám đốc cũng như là tổng giám đốc của đài truyền hình SPTN, anh Trúc Hồ, cùng với đông đủ công nhân người Mỹ gốc Việt của tiểu bang Massachusetts cũng như các tiểu bang lân cận. Và xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Kính thưa quý vị, thứ Sáu ngày 31 tháng 8 năm 2012, các công dân người Mỹ gốc Việt của vùng New England và đài truyền hình SPTN cùng với cộng đồng Bangladesh lần đầu tiên tổ chức hội nghị tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, hân hạnh được đến dinh thống đốc tại thành phố Boston của tiểu bang Massachusetts để gặp gỡ và tiếp đón phó thống đốc Tim Murray cùng với các viên chức của ông trong dịp Ngày Dân Chủ và Nhân Quyền Việt Nam tại thành phố Boston, để nói lên lời cảm ơn đối với các chính thể trong chính quyền của thống đốc Trevor Patrick và để kêu gọi sự hỗ trợ trong việc tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Trong ngày gặp gỡ với phó thống đốc Tim Murray, đặc biệt có sự tham gia của tổng giám đốc đài truyền hình SPTN, nhạc sĩ Trúc Hồ, và phu nhân của ông là bà Diệu Quyên. Trong bài diễn văn của nhạc sĩ Trúc Hồ, ông ta đã
nhưng ông cảm thấy có lỗi là ông đã chưa làm đủ để giúp đỡ đồng bào của mình đang bị đàn áp và ép bức trong nước. Nhạc sĩ Việt Khang qua âm nhạc của anh với hai bài hát Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu đã là ngọn lửa để thúc đẩy và khuyến khích người Mỹ gốc Việt nói lên tiếng nói của mình để kêu gọi chính quyền sở tại hành động để bảo vệ nhân quyền và nhân chủ cho Việt Nam. SPTN Boston cũng thường xuyên giao tiếp cũng như mang những tin tức, tiếng nói của các công chức, chính quyền địa phương đến cho người Việt chúng ta. All of the Vietnamese community a very warm and happy new year. The year of the dragon promises to be an exciting one for everyone here in the Commonwealth as we work together to move our Commonwealth forward, to integrate all of the parts of our community, including the Vietnamese community, and lifting all boats, making a brighter way and a more hopeful future for everyone. We look forward to working with you. The Lieutenant Governor and I thank you for your friendship and support, and we look forward to joining hands with you to march bravely. Hi, I'm Lieutenant Governor Tim Murray. I want to wish everyone a happy new year. I know that the new year is the longest celebration in the Asian calendar. This is a particularly important year because it's the year of the dragon. And I want to wish all of our friends in the Asian community a very safe and healthy new year. As always, Governor Patrick and our administration look forward to working with the entire Asian communities on issues that build our communities and build our Commonwealth. Happy New Year. Juk Ma. Qua những sự kiện trên, phải nói là cả một hành trình gian nan, đó cũng chính là sự nỗ lực của rất nhiều giới thanh niên trẻ đã nhiệt tình, bỏ nhiều công sức cũng như thời gian quý báu. Nhân SPTN Boston kỷ niệm 6 năm thành lập, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị. Phương Chi, xứ ngôn viên cộng tác với đài được 6 năm, chuyên về tin tức địa phương hàng tuần, phỏng vấn lẫn phóng sự. Chim Bảo Nghi hoạt động đài được 1 năm, chuyên về tin địa phương, phỏng vấn. Chúc Như, xứ ngôn viên được 6 tháng, phụ trách về những tin tức địa phương hàng tuần. Hoàng Thông hoạt động 3 năm trong diễn đàn thanh niên và phỏng vấn. Đan Thanh diễn đàn thanh niên, biên tập, cộng tác được 4 năm. Vicky trong diễn đàn thanh niên, nhập ký sinh viên đã hoạt động với đài được 4 năm. Thu Thảo hoạt động được 5 năm. Chuyên lo về cuộc sống muôn màu cũng như kinh địa phương hàng tuần. Nguyên Đỗ hoạt động trong đài được 3 năm, producer cho chương trình What is Hot. Lê Đình Long trong ban biên tập đã cộng tác được 6 năm, kiêm phụ trách diễn đàn thanh niên. Trường Giang trong ban biên tập 2 năm, kiêm phóng sự diễn đàn thanh niên, quay phim và edit phim. Chí Thảo cộng tác 1 năm, quay phim, edit và đóng kịch. Công Luận đóng kịch đã hoạt động với đài được 6 tháng. Tuấn Hiếu đã cộng tác được 5 năm, phụ trách về cuộc sống muôn màu, quay phim, edit, graphic designer. Phương Mai chuyên về editing, đóng kịch và hoạt động trong đài được 4 năm. Diệu Thi trong ban biên tập hoạt động với đài được 3 năm. Lan Trần trong ban biên tập đã hoạt động với đài được 1 năm.
Phước đã cộng tác với SPTN được 6 tháng chuyên về quay phim và editing. Minh Khoa, xướng ngôn viên cộng tác với đài được 6 năm chuyên về tin tức địa phương hàng tuần, phỏng vấn lẫn phóng sự. Minh Phú, cộng tác được 3 năm chuyên về đóng kịch. Ngoài việc cộng tác giúp đỡ của các thành viên trẻ, dĩ nhiên, SPTN Boston sẽ không thành công nếu như không có sự ủng hộ của quý vị, và càng đặc biệt hơn hết là sự bảo trợ của các cơ sở thương mại như sau. Maxim Pharmacy. Bill Vigenas DMD là văn phòng nha khoa duy nhất tại Brockton. Cô Nguyệt bánh mì ba lẻ, bánh mì sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Vina Auto uy tín tận tâm với anh thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Hãy gọi cho Vietnet Travel để có một chuyến du hành an tâm và thoải mái. Vietnet Travel được sự chứng nhận của hãng hàng không Mỹ và quốc tế. Vietnet Travel 1-800-380-6181. Anh hai ơi, em rất căng quá à. Trời ơi, con em này, để anh hai dẫn đi tới phòng nha sĩ Metropolitan chuyên chữa răng cho trẻ em và người lớn. Nếu không may bạn gặp tai nạn giao thông, hãy đến ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm khám và điều trị. Đừng để nguy hiểm về sau. Ở đây sẽ giúp bạn làm giấy tờ từ A tới Z, dù lỗi hay phải. Tiệm phở Á Đông mới mở tại Brockton. Và đây cũng là tiệm phở đầu tiên tại Brockton và Easton. Hãy đến với chúng tôi, chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Tiệm vàng Hoàng Mỹ là tiệm kim hoàng nổi tiếng, được nhiều yêu thích của khách hàng. Tiệm có những món ăn ngon hàng ngày, hãy đến AC Farm Market. Tại đây quý vị có thể thấy nhiều rau quả xanh tươi, rẻ không ai bằng. Boston Autotech chuyên sửa cũng như chuẩn đoán các loại bệnh xe Âu Mỹ, với thợ Việt Nam nhiều năm kinh nghiệm hành nghề. Tiệm phở Boston Connecticut đã có trên 13 năm hành nghề. Phở Lê mới khai trương tại Dorchester, xin đừng quên hệ thống phở Lê nổi tiếng thơm ngon đặc biệt, cơm hến, cá nướng giá giòn, bò bảy món và còn nhiều món ăn hương vị Việt Nam khác. Hãy đến với phở Lê, chắc chắn quý vị sẽ có một buổi ăn thật ngon miệng. Adibo và Accessory là trung tâm chuyên cung cấp và bảo trì các loại ghế spa, massage. Sản phẩm được cấp giấy chứng nhận an toàn, chất lượng, luôn đi cùng với sự phát triển công nghệ thời đại. Được tọa lạc tại Dorchester, 617-282-6666. VN Travel and Tour là công ty chuyên lo dịch vụ bán vé máy bay cho tất cả mọi nơi trong và ngoài nước Mỹ. Sear Insurance là đại lý bảo hiểm cho xe, nhà, cơ sở thương mại, nhân thọ, công nhân. Quý vị đang trả bảo hiểm cao, xin vui lòng gọi cho chúng tôi để có được bảo hiểm giá thấp. Mercedes-Benz tại Westwood là một đại lý bán Mercedes lớn nằm tại Westwood với nhiều nhân viên Việt Nam. Hãy đến với Neomart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Neomart 617-288-8999. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959.